Alo, xin chào các bạn. Đây là những cái bức ảnh mà 8 anh chị em đi du lịch, đi du thuyền, thuyền đại dương, thuyền đại dương Địa Trung Hải MSC của 7 ngày, có rất nhiều kỷ niệm. Và những bức ảnh này đã chụp chung cả tập thể 8 anh chị em, và chụp riêng cũng có trên dưới mặt đất và trên thuyền, và đi các tụ điểm đều là chụp làm kỷ niệm. Và chụp trên boong tàu có rất rất là nhiều các cái kiểu mà chụp riêng, chụp chung cùng đoàn. Đây là những bức ảnh nó là thật, không có một cái gì tô thêm, và để lưu niệm làm kỷ niệm. Trong đời người chỉ có một lần, và nếu các bạn xem các bạn thấy hay, thấy vui, các bạn nên thử một lần cho biết. Mình năm nay đã chính thức là 69 tuổi, và con mình thường nói nếu mẹ còn đi được thì mẹ có thể đi. Mẹ già rồi, mẹ phải hưởng thụ, mẹ phải đi chơi, và một lúc nào đó mình không có khả năng đi được nữa thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Cho nên các bạn cố gắng và cố gắng xem hết, và để xem có đẹp, có thích không, và những cái điểm du lịch này nó có hấp dẫn với các bạn không. Nếu như các bạn thấy thích, thấy hấp dẫn, các bạn nên đi một lần cho biết. Đối với mình thì nếu như nói đến đẹp và lý thú thì nó khó lắm. Mỗi người có một cái ý hiểu và cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng đối với mình thấy đây là một cái điều thật là tuyệt vời, thật là ý nghĩa trong đời mình. Và chắc có lẽ cũng chỉ một lần này đi ở nơi đây sẽ không rất khó khăn, mà có thể đến lần thứ hai đến một chỗ. Nên mình đã làm một cái bức ảnh chung này để làm lưu niệm mãi mãi cho mình và cho các bạn. Nếu các bạn xem, các bạn thấy thích thì các bạn có thể chia sẻ và bình luận và cho mình xin ý kiến. Các bạn nên nhớ rằng đời người sống chỉ có một lần thôi. Một khi đã trở về cát bụi, tất cả đều là vô nghĩa. Vậy mà các bạn nên tranh thủ, cố gắng tranh thủ. Đồng tiền làm ra thì có, nhưng thời gian nó mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Những bức ảnh này chụp ngồi ăn trong khách sạn, chụp đi tham quan, chụp trên boong tàu, chụp dưới đất, và chụp đang ăn, chụp ở dưới cầu thang, chụp một mình, chụp chung với các bạn, với tất cả các bạn ở đây trên boong tàu MSC Đại Dương Địa Trung Hải. Rất rất là đẹp, rất là ý nghĩa, rất là vui, rất là thích. Các bạn xem, nếu các bạn thấy thích có thể cho mình xin một like.